Hello, xin chào tất cả mọi người. Đâu quay trở lại kênh bán hàng giao bếp Nhật của em. Thì hôm nay em lên một video. Video ngày hôm nay là mã Y ha. Mây ngày hôm nay em có 32 mã. Thì trước tiên để giới thiệu tất cả sản phẩm, em cũng nói qua hình thức ship, đó là iChain 2 Super Ship. Và ở trong Sài Gòn em hỗ trợ ship tất cả mọi người, đó là 10.000 đối với hình thức ship code. Và ngoại thành tức là 20.000 ha. Rồi, mọi người mua hàng hãy nhắn tin qua số điện thoại hoặc là Zalo nha. Đừng có nhắn tin trên kênh bình luận. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của em bằng cách là subscribe và like. À, nhấn cái chuông kế bên á, ở trên cùng á mọi người, để nhận những thông báo sau này em đăng lên. Chứ không thì sau này đăng lên mọi người sẽ không thấy những cái thông báo video mới ha. Mã đầu tiên là mã Sandoku, đây là của hãng Masahiro nha. Thép của nó là thép MV hay còn gọi là Moladium Vanadium nha mọi người. Con này còn rất là mới nha. Nó hơi bị chút đây thôi nha. Cán nó full tan 3 chốt. Lưỡi là 17, bản rộng 4.5 và độ dày của nó là 2 ly. Mã số 1 đang bán giá 290. Mã số 2 cũng là một con Santoku luôn. Con này là của Kai ha, thép nguyên khối, cũng là thép MV, thép không rỉ, bán rỉ á. Kai nha mọi người. Đây. Đây, cán đúc nha mọi người, khâu đúc nha, liền khối. Ba chốt, cán gỗ nữa của Bách Ca ha. Con này còn rất là đẹp luôn. Lưỡi là 17, bản rộng 4.5 và độ dày nó là 2 ly. Và mã số 2 này bán giá 340.000 ha. 340.000. Con này là nguyên khối nha mọi người, khâu đúc luôn, 340. Mã số 3 cũng là một con Santoku, con này thì rất là đẹp nha, khâu đúc liền khói 3 chốt. Mọi người nhìn cán không hở ha. Khâu của con rất là đẹp nha. Và đặc biệt con này cái chữ của nó khắc bên đây rất là nhiều nha, sử dụng thép là Moladium Santosil nè. Cái chữ nó khắc rất là đẹp nhiều lắm nha mọi người. Đây, đó. Con còn rất là mới nha. Khâu mới tinh nè mọi người. Rồi, mọi người nhìn nè nha. Lưỡi con này là tới 18, bản rộng 4.5 và độ dày nó là 2 ly. 2 ly rưỡi luôn á, nhưng lấy 2 ly. Mà số 3 đang bán giá 450 ha. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của em bằng nút là like và subscribe nha mọi người. Mã số 4 là một con Gyuto. Con này có thể dạng flip-flop cũng được nha mọi người. Dáng của nó hãng cây cai nha mọi người, hình con sò nha mọi người. Đây, cai 110. Hình đất còn khá đẹp. Con này up full tan 2 chốt, 3 chốt chứ, 3 chốt. Lưỡi của nó là 18, bản rộng 3.5 và độ dày nó là 2 ly luôn nha. Võng gì trên mũi là còn 0.5 ly. Và mã số 4 này bán giá 280. Đưa cho mọi người xem được nha. Hình thức còn rất là đẹp luôn. Đưa gần vậy thì nó lỗi như thế nào thì em sẽ nói rõ cho mọi người biết ha. Mã số 4 280. Mã số 5, đây là một con Santoku. Con này rất là dài nha, Santoku này rất là dài. Con này lưỡi của nó rất là đẹp nha mọi người. Đây vân lưỡi của nó nha. Lỗi nó lỗi là ở VG nha mọi người, gòn đây nha mọi người. Đây, nhìn cực kỳ đẹp ha. Đây, ốp con này thì không có khâu đúc nhưng mà nó có 3 chốt nha mọi người, khâu liền khối nha. Lưỡi nó tới 18.5 lận, bản rộng 4.2 và độ dày nó là 2 ly. Santoku nhưng mà lưỡi nó rất là dài nha, 18 nha, chữ nó đây ha mọi người. À, mọi người nhìn lưỡi nó như là một cái đốm lửa vân vân ha. Mã số 5 này bán giá 790 nha. Độc lực kích trước nha. Lưỡi 18.5, bản rộng 4.2 và độ dày nó là 2 ly. Mã số 5 bán 790. Mã số 6 cũng là một con Santoku. Thì nó giống con kia nha mọi người. Giống con kia nha. Cũng sử dụng thép VG. Rồi đây. Đây, chữ nó đây ha. Đây, lưỡi nó nè. Lưỡi nó vân vân. Lưỡi nó rất là đẹp nha. Con này thì nó hơn con kia là khâu đúc nha mọi người. Đây, 3 chốt nha mọi người, 3 chốt luôn. Cán còn rất là đẹp nha mọi người. Cán cực kỳ đẹp, không hở gì hết, như một dao mới luôn. Lưỡi là 18.5, bản rộng 4.2 và độ dày nó là 2 ly. Và mã số 6 này bán giá là 870.000 nha, 870.000 nha. Ở đây nó hơi bị lem lem cái phần khi mà em thử nhúng dung dịch á để cho nó lên phân lưỡi á. Cái này thì em chỉ cần rửa nước nó chà chà nó đã bay ra thôi nha mọi người. Nè, phân lưỡi của nó rất là đẹp nha mọi người. Mã số 6 bán giá 870. Mã số 7, đây là một con dao, con này dạng Gyuto nha mọi người, Gyuto khâu đúc, à, chữ của nó đây ha. Con này rất là bán, thép nó rất là cứng, có thể em nghĩ là hơn là VG luôn nha mọi người, thép FG luôn á, nhưng mà em tra chưa được hãng đó nha. Và con này còn rất là mới nha, mới tinh nha mọi người, thiếu cái hộp thôi. Mọi người nhìn nè, thiếu cái hộp thôi nha. Vân lỗi nó đây. Đây. Cán này là cán màu đỏ thông thường mà mấy con á, em biết á, cái cán gỗ nó làm gỗ màu đỏ rồi, con này thép rất là tốt, nó nằm ở thép FG2 luôn nha mọi người.
mà em mài con này em cũng thấy nó khá cứng nha, nó rất là cứng, nó ngang ngửa với lại thép xanh luôn á. Lưỡi 18 bán rộng 4 và độ dày nó là 2 ly, và mã số 7 này bán giá 830.000 nha, 830.000 cho con này nha. Con này chỉ thiếu cái hộp thôi nha, rất là đẹp nha, có đúc luôn nha, 830.000. Mã số 8, đây là một con Santoku luôn, và con này là cán gỗ truyền thống mà là khâu gỗ ổn định nha mọi người. Con này thông thường là cực kỳ ngon đó nha. Đây lưỡi cũng nó rất là bén luôn mà rất là cứng luôn nha. Mài cực kỳ chua luôn á. Nhưng mà không tra được mắt thép. Em chỉ tra được hai chữ này của nó là thép cực tốt thôi nha mọi người. Còn trên này thì em chưa có tra được hãng. Đây, lưỡi nó đây ha. Khâu gỗ ổn định nha mọi người. Lưỡi nó là 16,5, bản rộng 4,2 và độ dày góc cán nó 4 ly và mỏng dày trên mũi là cũng còn khoảng 1 ly ha. Và mã số 8 này bán giá 950. Cái này là bán hên xui luôn á. Chứ nếu mà cha nó ra là thép xanh với lại khâu này nghiệp phải hơn giá ha. Này là bán hên xui luôn. Nhưng mà ở đây em tra được hai chữ này là thép cực tốt nha. Nhưng mà một cái nữa là mài rất là chua nha, rất là cứng nha. Mã số 8 bán 950. Mã số 9, đây là một con Santoku, mà con này là Damascus nha mọi người. Damascus nè, mọi người nhìn nè. Đó, rất là đẹp nha. Lỗi nó là lỗi VG nha, DB, VG. Đây, rất là đẹp nha. Con này thì không có câu đúc mà là ốp full tan hai chốt nha. Còn rất là mới luôn. Lưỡi nó là 17,5, bản rộng 4,3 và độ dày con này là 2 ly. Mỏng gì trên mũi là còn 1 ly rưỡi ha. Và mã số 9 này bán giá 820.000 nha, 820. Chữ nó đây ha. À, Damascus nè, đó vân vân lửa đây cho mọi người xem ha. 820.000 cho mã số 9. Mã số 10, đây là một con Nakiri sử dụng thép là hạt bạc 3 nha mọi người. Chữ đây là nga ba. Chữ đây nha. Đó. Lưỡi của nó nè, đó rất là đẹp nha. Nói chung cái con này nó chi chì nè, mà chì chì lông chuột nè mọi người. Nó vậy chì thôi. Ốp full tan hai chốt nha. Lưỡi là 17, bản rộng 4,5 và độ dày nó là 2 ly, 2 ly đều nha mọi người. Và mã số 10 này bán giá 520.000 nha. Mã số 11, đây cũng là một con Nakiri, con này là thép 3 lớp ốp không rỉ, lõi là lõi carbon nha, nhưng mà cái lõi của nó làm rất là đẹp nha mọi người. Nó có cái đường trắng trắng đây nè, thông thường những con mà nó ốp mà làm đường trắng trắng này là hai kêu cái kêu gọi là người ta rèn hai lớp mà có cái tầng lớp của thép á, rất là đẹp nha. Đây sử dụng thép cái chữ của nó đây á. Đó. Thì cái nó bị chút xíu ám đây nha, không bị ảnh hưởng gì nha. Rất bén nha mọi người. Thì cái lưỡi con này là 17, bản rộng 4,5 và độ dày của nó là 2 ly rưỡi nha. Và trên cái sóng da của nó hơi nứt tí xíu nhẹ nha mọi người. Không có bị gì đâu nha. Nếu không đưa cho mọi người mà không thấy nữa đâu. Này giống như nó hở chút xíu nhẹ này thôi. Đây. Đó, nhưng mà lưỡi rất là đẹp nha. Lưỡi cực kỳ đẹp luôn. Và mã số 11 này bán giá 420. Mã số 12, đây là một con Gyuto, con sử dụng này là thép full carbon nha mọi người, full carbon đây. Đường nhiệt luyện ở đây là full carbon, xài mất con dao thì thôi là hết bén ha. Khâu đúc luôn, khâu rất là đẹp hai chốt. Đây nhìn đưa cho mọi người nghe. Chữ đó bên đây nha, nguyên dọc chữ luôn. Lưỡi là 21,5, bản rộng 4,5 và độ dày của nó là 2 ly. Và mã số 12 này bán giá 470. Mã số 13, đây là một con Tojiro, hãng Tojiro nha mọi người. Con này đúng nghĩa thiếu cái hộp nha mọi người. Còn tem trên cán nha, còn tem trên cán nha. Nè. Đó. Good design. Là hãng Tojiro nha, và sử dụng lỗi là lỗi VG nha mọi người, chứ không phải lỗi SK như hồi xưa em có một con em bán nha. Đây. Cực kỳ đẹp luôn, đã nói thiếu cái hộp nha. Không còn gì hết, chỉ còn nó sức nhẹ ở đây cái lông chuột đây thôi. Khâu đúc 3 chốt. Không còn gì để chê ha. Cực kỳ đẹp luôn. Lưỡi 21, bản rộng 4,2 và độ dày của nó là 2 ly, mỏng dày trên mũi là còn 1 ly rưỡi ha. Và mã số 13 này bán giá 1 triệu. Mã số 14, đây là một con Gyuto luôn. Và con này của hãng Ba Con Gà nha. Hãng này xài khá nổi tiếng nha mọi người. Đây, ai chơi dao nhiều sẽ biết hãng này nha. Hãng Ba Con Gà. Logo còn đầy đủ luôn, đẹp luôn. Khâu là khâu đúc luôn. Mới tinh luôn nha. Ở đây nó chỉ hở đây tí xíu, ngay trên đây tí xíu hơn nha mọi người. Hở tí xíu đây thôi. Cán là 3 chốt inox. Đây 3 chốt inox. Đây, cực kỳ đẹp ha. Khâu của nó đây.
Và bên này nó có chữ nữa nha, nhìn cái chữ này giống Honda Kia nha mọi người. Thực chất ra giao ghi ô tô mà nó làm nguyên khối và full carbon vậy á, đa phần giống như gọi kia Honda Kia cũng là đúng nha. Nè mọi người nhìn này nha, đó có chữ bên đây nữa nha, còn rất là mới luôn. Đưa cho mọi người xem nha, lưỡi 24,5 nha, lưỡi này dài 24,5, bản rộng 4,5 và độ dày của nó là 2,5 ly nha mọi người, và ống chì trên mũi là cũng còn 2 ly. Và mã số 14 này bán giá 900. Mã số 15 đây là một con Giotto, và con này là thép 3 lớp nha mọi người. Lỗi thông thường chắc chắn là lỗi VG rồi, 3 lớp mà dòng Giotto dài là lỗi VG rồi ha. Con này nè, hình rất còn ok nha, chữ nó đây ha, có nó chữ của nó rất là ngắn gọn, một gạch cái chéo lên mà cha không được nha, em cũng phải ráng tra chứ nhiều, thật sự giao nó nhiều hãng quá nên tra cũng hơi cực ha. Cho nên tùy những con nào em cảm thấy nó hàng rất là tốt hàng xịn thì bỏ thời gian cho mình tra ha. Ba chốt nha, con đúc liền khói, lưỡi nó tới 26,5, bản rộng 4,5 và độ dày nó là 2 ly, một đều trên mũi luôn nha. Và mã số 15 này mang giá 1,1 triệu. Mã số 16 đây là một con Giotto luôn, và con này là full carbon, thì con này full carbon này nó hơi rỉ nhiều nha. Đây đường nhiệt luyện của đây mọi người, chữ nó đây ha, à, khâu đúc nha, ba chốt, full carbon thì mọi người biết rồi đó, đa phần xài rất là bén ha. Lưỡi 27,5, bản rộng 5 và độ dày nó là 2 ly. Và mã số 16 này bán giá 790.000 nha, 790 cho con này, con Giotto chuyên sẽ tản nha mọi người. Mã số 17 đây là một con Nakuri dòng Global, thì còn sót lên con hôm bữa còn nè, G81 nha mọi người, G81 còn mới tinh ha, đường halo G81 nó khác G5 là có halo nha mọi người. Đây còn đẹp luôn, cán đẹp luôn, lưỡi là 18, bản rộng 5 và độ dày nó là 2 ly. Và mã số 17 bán giá 680. Mã số 18 đây là một con Betty của hãng Kanemitsu, thì nó có cái lỗi ngay cái lưỡi đây xíu nha, em mài là nó hết nha mọi người, em mài là nó hết nha, nó luôn, cái này em chưa có mài là em mài lưỡi là nó hết nha. Kanemitsu nha, và con Betty này rất là nhỏ nhỏ và rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn, mài lưỡi là ngon luôn nha, chữ nó đây ha, đẹp ha. Không thường mấy con dao á nó đẹp sẵn rồi nên về em đỡ làm, chỉ cần đánh bóng rồi thôi. Lưỡi của nó là 12, bản rộng 2 và độ dày nó là 2 ly luôn nha. Và mã số 18 này bán giá 300 ha, con Betty này 300. Mã số 19 đây là một con Betty của dòng Hirotomo nha, dòng ngưng sản xuất nha mọi người. Và con này thép rất là tốt và rất là cứng, em có thể nói là thép xanh luôn nha mọi người. Mọi người có thể tra trên hãng cũng được nha. Nhưng mà có một cái dở là nó làm cán, mà cán ốp phun tan hai này nè, mà ba chốt. Nếu gặp em á, em để nhà em xài em sẽ mod lại cái cán đó nha mọi người. Mod lại cái cán nó thành cán nhỏ tí xíu nữa gắm vô cái cán chữ D á là cực kỳ đẹp luôn nha. Đây của hãng Hirotomo nha mọi người. Đây hình con ngựa. Lưỡi rất là bén nha, lưỡi rất bén và rất là cứng. Con này em đã mài rồi nha, mài rồi nha. Lưỡi là 13, bản rộng 3,2 và độ dày nó là 2 ly. Và mã số 19 này bán giá 450 nha cho con Betty Hirotomo. Mã số 20 đây là một con lốc của dòng Mizuno, còn mới tinh luôn, hơi ấm ấm đi xíu nha, mới tinh luôn Mizuno nè. Đó, lưỡi nó đây nha, mặt sau nó đây luôn. Đây nó có ký hiệu, có số cho nên 122 luôn nha mọi người. Ý lộn, 422 nha, 422 nha. Khâu đúc nè, đẹp cực kỳ luôn. Đó, nhìn đây nè, nó có hơi bị chút xíu đây thôi. Trên đây là đẹp rồi. Hai chốt đồng luôn, hai chốt đồng luôn. Đó, đưa cận cảnh cho mọi người xem nha nha. Mizuno Sweden Center Seal. Lưỡi là 14,5, bản rộng 3,5 và độ dày của nó là 2,5 ly đều lên trên mũi đây luôn nha. Và mã số 20 này bán giá 800 cho con lốc của Mizuno này nha. Mã số 21 đây là con dạng đề 3, mà đề 3 gọi là đề 3 Âu á, ốp và ốp phun tan nè, hai chốt nè, đây là thép không rỉ nữa nha. Nha, lâu lâu có một con này nha. Đây hình con cá luôn nha. Đây. Lưỡi là 17, bản rộng 4 và độ dày nó là 5 ly. 5 ly mỏng về trên mũi cũng khoảng 4 ly nha mọi người. Và mã số 21 này bán giá 650. Lưỡi 17, bản rộng 4 và độ dày 5 ly, mỏng về trên mũi còn 4 ly. Mã số 21 này bán giá 650. Mã số 22 đây là một con đề 3. Con này là đề 3 truyền thống nhưng mà dạng AI nha mọi người, dạng AI là cái bản nó nhỏ và độ dài nó dài. Chữ nó đây nha. Lưỡi nó em đã mài đẹp rồi nha. Đây. Mặt sau nó cũng đẹp nè.
Con này là khâu nhựa, thì cái cán này nó cũng hơi nước vô rồi nên em có đục ra em chà lại cán, nhưng mà đặc biệt cái cán nó còn tem, em không có chà rửa nha, sợ bay tem nha. Khâu nhựa lưỡi là 16,5, bản rộng 4,5, và độ dày gốc cán là 7 ly, và mỏng dày trên mũi là còn 5 ly nha. Và mã số 22 này em bán giá 400. Mã số 23, đây là một con đề ba, và con này á, là nó là khâu sừng nha, nhưng mà nó bị bể hư cái khâu rồi. Em đục ra và em đã thay nguyên một khúc cán của em vô nha. Cán này là cán gỗ mun sừng nha, em đặt riêng nha, dòng này là em đặt riêng để em sử dụng. Em thay cán vô, này là nguyên một khúc gỗ mun sừng, rất là đẹp nha. Cái cán này rất là đẹp nha, không có chì khâu nha. Nó cái phiên bản sau này em thấy Nhật nó hay làm những cái cán giống vậy á mọi người, không có khâu nha, tại vì có khâu á sợ nhiều khi á, mọi người sử dụng nó ngâm nước lâu thời gian á, cái khâu nó nở ra cho nên nó hay bể khâu. Bây giờ người ta chơi nguyên cán không không khâu gì luôn nè mọi người, đó đẹp ha. Cái gỗ này của cái gỗ mun sần này em lựa cũng hơi đặt cũng hơi kỹ nha mọi người, nó có vân rất là đẹp nha mọi người. À, nhìn này nha, đây chữ của nó đây. Con này là cái nguyên bản của nó là con sừng nha mọi người, nhưng mà sừng nó trát bể rồi cho nên em đục ra nè chữ này ha, thì nó còn ám nhẹ dưới đây tí xíu nha. Lưỡi nó rất đẹp nha, lưỡi rất là đẹp nha mọi người đó, người nhìn nè. Còn mặt sau của nó ok, mặt sau của nó hơi bị tí xíu ám đây nè, như là trên đây tí xíu đó, hai chỗ này em đưa cho mọi người xem nha đó. Đây tí xíu này, đây tí xíu đó. Lưỡi nó tới 17 nha mọi người, lưỡi 17, bản rộng 5, và độ dày gốc cán là 6 ly rưỡi, và mỏng dày trên mũi cũng còn 5 ly. Và mã số 23 này bán giá 500 rưỡi nha, 500 rưỡi cho con đề ba này, cầm rất là đã nha mọi người, cầm đã lắm, làm lại cái cán này cầm đã ha. 600 rưỡi nha mọi người, 500 rưỡi chứ lộn, em xin lỗi, 500 rưỡi nha. Đặc biệt cái lưỡi rất là đẹp nha, mọi người nhìn lưỡi nè, lưỡi chà lại đó, lưỡi chà đá mịn đó, rất là đẹp nha. Mã 23 cho 500 rưỡi. Mã số 24, con này thì đúng nghĩa kiếm cái hộp bỏ vô là đề ba mới luôn, thật ra nó cũng mới mới tinh rồi mọi người. Đây nha, mặt sau đó đây nha, còn phố trách xước của hãng luôn nè. À, mặt trước có đây, đây chữ nó đây ha, lưỡi nó đây nha, nói chung không có gì chơi hết, khâu là khâu inox còn mới tinh luôn, còn tem trên cán luôn, chưa có bị gì hết, không đụng không rửa gì luôn. Lưỡi nó là 17, bản rộng 5, và đặc biệt con này độ dày của nó dày kinh khủng, 1 cm lận nha mọi người, về tới 1 cm lận nha. Và mã số 24 này bán giá 750 nha, về 1 cm 750, 24 750. Mã số 25, đây là một con Betty mini nhưng mà nhỏ mà có vỏ nha mọi người, rất là mới nha, nè, mới tinh. Đây, mặt sau nó đây có chữ đây nha mọi người, chữ đây nha, khâu sừng luôn nha, khâu sừng nha, có tem trên, có chữ trên cán nha, đây còn tem luôn nè, có chữ đây luôn nha mọi người. Lưỡi của nó là 10,5, bản rộng 3,5, và độ dày của nó dày gốc cán là 6 ly, và mỏng dày trên mũi cũng còn 4 ly nha. Và mã số 25 này bán giá 400. Mã số 26, đây là một con Usuba của hãng Tadafusa nha mọi người, Tadafusa nha, đây chữ đây nha. Mà cái con này em không hiểu làm sao mà Usuba mà con này nó làm hơi mỏng, và nó làm cái khâu nhựa nha mọi người, thông thường những con to vậy nó phải làm khâu sừng, chứ lại nó độ hoàn thiện nó em thấy cũng ok đó, mà sao nó làm có con này làm khâu nhựa ha. Mặt sau nó đây nha mọi người, mặt sau nó đây nha, đó. Chữ nó đây nha, lưỡi nó đây. Con này nó hơi mỏng tí xíu nha mọi người, khoảng 3 ly rưỡi không nha, khâu nhựa nha, cán nó ok thôi, khâu nhựa. Lưỡi nó là 22, bản rộng là nó tới 5,2, con này còn như nguyên bản nè, bản lưỡi nó tới dài lắm nha, 22, bản rộng 5,2, và độ dày của nó dày gốc cán là em nhìn là phải 3 ly rưỡi nha, nhưng mà 3 ly, mỏng gì trên mũi là cũng còn 2 ly nha mọi người, Usuba nha. Và con này là thái cực kỳ ngon, theo em con này thái cũng rất là ngon luôn nè. Và mã số 26 này em bán giá 1 triệu nha. Con này là của hãng Tadafusa nha mọi người. Thép này tốt lắm nha, mọi người có thể tra Google. Mã số 27, hôm nay có một con Yanagiba, và con này đặc biệt là tay trái nha mọi người. Lâu lắm mới có một con tay trái thì còn rất là đẹp nha mọi người. Đây lưỡi nó đây ha. Rồi, mặt sau của nó đây, mặt sau nó có chữ ở đây hơn nha mọi người. Mặt sau nó có chữ ở đây, mặt sau cũng rất là đẹp luôn. À, đó. Thì nó chỉ bị gốc cán, nó rỉ ngay gốc cán này ngon nha mọi người, nè đó nghe cho mọi người xem nha, đây với đây một tí đó, ngay khúc đẹp thôi, còn ngoài ra tự lưỡi trên đây với lại trên đây thì rất là đẹp nha. Thật ra mọi người cũng không ảnh hưởng gì đâu nha, khâu sừng vàng nha mọi người, khâu sừng vàng, cái này nó bị dán gặm nha mọi người, dán gặm nó chút 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 đây nè,
Đó, nhấn ngầm nó chút chút đây. Đó, cái chữ D. Nó có chữ dưới cán nè, cái số gì số 6 gì như này mọi người. Số 6 á. Lưỡi nó tới 26 nha. Lưỡi tay trái mình dài lắm nha. Lưỡi 26, bản rộng 3 và độ dày của nó là dày gốc cán là 4 ly và mỏng dày trên mũi là cũng còn 2 ly nha. Và mã số 27 này em bán giá 1,5 triệu cho con Yanagiba tay trái này nha. Và em nói luôn Yanagiba tay trái cực kỳ hiếm nha, và giá của nó mua mới lúc nào cũng gấp đôi tay phải nha mọi người. Giống như con tay phải thì giống như giá mới con tay phải con này rơi khoảng 5-6 triệu đi, thì con tay trái nó phải gần 11-12 triệu nha mọi người. Rất hiếm có nha. Mã số 28, đây là một cặp cán nha. Cặp cán này cán gỗ hương không sừng nha. Gỗ hương không sừng, lòng khâu và độ dài của nó là 13 cm mọi người. Thì mọi người, cái con này thông thường, cái cán này thông thường sẽ vô những con dao như là đề ba nhỏ nè, đề ba nè, đề ba 15-16 cm, Santoku, Gyuto, đó, Nakiri nha mọi người. Đó em cũng nói luôn cho mọi người biết nha. Những con này, nó vô cán 13 cm thì nó vô những con dao đó. Và cặp cán này em bán giá là 220 nha. Nhắc lại là gỗ hương, khâu sừng, lòng khâu đàng hoàng nha. 220. Mã số 29. Đây là cũng là cặp cán nè. Hôm nay là muôn sừng nè mọi người. Muôn sừng, khâu sừng nè. Lòng khâu hết nha mọi người. Đây, mọi người nhìn nha. Muôn sừng thì cái gỗ nó hơi đẹp hơn. Nhưng mà nói chung thì ai thích màu gì hợp với màu đó thì lấy thôi. Chứ không có nhất có nhiều người thích thì thích của hương. Có nhiều người thích của muôn sừng. Đây, nhìn đẹp ha. Rồi, cặp cán số 29 này thì bán 250 nha. Cũng 13, độ dài cũng chiều dài của nó 13 cm nha mọi người. 13 cm, có thể là lệch hơn tí xíu 13, 12, 2 gì nha mọi người. Thì cặp này em bán giá 250. Hôm nay thì em có đặt mấy cái cán này dành cho những con dao như là con dao Yanagiba dài nha mọi người, hoặc là con Gyuto mà dài 24, 25 á cho mọi người mod nha. Thì cái cán của con này, cái cán này á thì nó dài tới 14 cm là nha, rất là dài nha. Dành cho những con Gyuto rơi vào khoảng 24, 27 hoặc là Yanagiba Sashimi á, 26, 27, 28, 29 gì đó. Đó, 30 xăng luôn. Thì cái cán này em bán giá là 200 ngàn nha. Cán này bán 200, cán lẻ bán 200. Thì đặt nó cũng rất là mắc nha mọi người. Nó dài lắm, lên tới 14 lần. Gỗ đẹp ha. Gỗ rất là đẹp nha, 200. Mã số 31, đây là một con cắt bánh mì Victory Inox, là dòng Victory của hãng cũng gọi là dao Đức nha mọi người. Thôi còn rất là đẹp nha, rất là đẹp nha. Đây cái nó có chữ trên đây nè, đó mọi người đưa sao cho mọi người đó, cho mọi người thấy rõ nha. Còn cái hộp trên đây nó có rõ hơn nè, cán chữ D nè, cắt cực kỳ ngon luôn. Rồi thì cái lưỡi ấy lộn, con dao này đem đo cái coi độ dài nó nhiêu, chưa đo mà đã bỏ vô bao rồi. Lưỡi của nó tới 30 lần nha. Bản rộng của nó là 2,7. Độ dày nó 2 ly nha mọi người. Dài nha, dài 30 lần nha. Rồi mã số 31 bán giá 400. Mã số 32 thì em hôm nay cũng có nói luôn là ly của em á, là em còn sót là đúng 10 cái ly nha. Chỉ còn 10 cái ly thôi nha mọi người. Ai mua thì coi như là em hết hàng luôn á, chỉ còn đúng 10 cái ly. Thì em cũng bán như mọi thường thôi, combo ly gồm 5 cái là 320 ngàn. Thì em cũng nói sơ qua cái ly này là ly giữ nhiệt của Nhật đàng hoàng nha. Có nhiều bạn khách của em mua lâu rồi thì không nói, nhưng mà có nhiều người chưa mua nói giống ly Trung Quốc. Đây em đưa cho mọi người xem nha, người ta có tem ly đàng hoàng với đáy hết nha mọi người ha. Và đặc biệt giữ nhiệt tới 7 đến 8 tiếng nha. Và độ bỏ đá vô đó nó không có ra mùi hôi đá nha. Và có một cái rất là hay nữa là mọi người bỏ nước sôi vô ở ngoài nó cũng không nóng luôn nha. Nó giữ nhiệt ở trong á rất là nóng nhưng mà ở ngoài nó nguội. Ok, thì cái ly này em bán là 5 cái ly là 320 ngàn, thì em chỉ còn có 10 cái thôi nha. Rồi video của em đến đây cũng đã kết thúc rồi. Em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Mọi người nhớ hãy like và subscribe kênh giúp em nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.